đây là áo tù nhân sao? Còn đây là điểm của mình à? Không! Bị phạt 6 giờ! Hóa ra là mơ thôi! Anna! Dạ! Suzy! Dạ! Lexi! Morty! Morty đâu rồi? Lại nữa rồi! Muốn học! Hôm nay chúng ta sẽ tham khảo các ví dụ khác nhau của loại phương trình này. Cả lớp chuẩn bị nào! Ai có thể giải nhở? Ok, Lexi nhé. Hôm nay chán ghê, mình phải làm mọi thứ vui lên mới được. Giỏi lắm Lexi, giỏi quá đúng luôn. Đến lúc là bài kiểm tra rồi. Bài kiểm tra của em này Marty, của em đây Suzy, của em Anna này. Suzy giúp tôi với. Rồi mình đã nghĩ ra cách thoát kiếp nạn này. Cosmic ơi, có chuột kìa. Hết giờ nhé, nộp bài và ra về đi các em. Em đang giấu giếm cái gì đấy? Nhanh nhanh cái chân lên. Mong là không ai để ý mình. Hả? Hả? Cậu có ổn không thế? Giờ sẽ không ai nhìn thấy cái vết nâu nâu này nữa. Được, ổn hơn rồi đấy. Oh, đến ngày đi xem kịch rồi. Mình hóng mãi luôn. Chụp hay chưa? Khiếp. Cậu còn nhớ trận bóng hôm nay không đấy? Có chứ, bạn mình, đội tớ thích mà. Hả? Đi ăn trưa thôi ông ơi. Làm gì có tiền? Tội nghiệp cái sandwich của mình. Kinh khủng quá. Trò này sẽ làm cô giáo bất ngờ lắm đây. Chỉ dành cho giáo viên hả? Hay đó nha. Marty, cậu đang làm cái trò gì đấy? Đó là đáp án của bài kiểm tra mà. Hai em đang làm cái gì ở đây vậy? Hai em sẽ bị phạt sau giờ. Cứ ngồi đây mà nhai sinh gum và làm bài kiểm tra đi nhé. Em làm cô thất vọng quá Lexi ạ. Cô sẽ trở lại sau một giờ nữa nhá. Cô cậu này. Mong đừng đi xem kịch quá. Sao cậu không cắm dây vào vậy?
Hả? Ồ, Lexi làm xong rồi kìa. Khai triển chiêu thức copy bài của mình thôi. Chờ tớ xem với nhá. Không được. Đi mà. Tớ nói là không. Nhìn kìa, đó có phải là một quyển sách cũ của Shakespeare không? Cái này chắc chắn là không phải của Shakespeare nhưng mà trông cũng hay ho. Cậu đúng là ngây thơ. Cậu làm gì vậy hả? Bài làm của tớ hỏng hết rồi. Thế là phải viết lại từ trên xuống dưới rồi. Cho tớ mượn điện thoại đi. Không nhá. Điện thoại của tớ hết pin rồi. Không đâu, đừng có mà mơ tớ cho cậu mượn. Đi mà. Không. Năn nỉ đấy. Không. Đi mà. Không đi mà, là đi không. Đi mà. Không. Tớ bảo là không. Nhưng cậu biết sao không? Nếu cậu cạo hết kẹo xinh gầm dưới bàn đi thì tớ sẽ cho cậu mượn điện thoại. Được rồi. Cái gì? Đây là điện thoại đập đá mà. Cô Smith ơi, em làm xong rồi ạ. Em có thể về chưa ạ? Alo. Em tới liền. Tới liền nè. Trả lại điện thoại đây cho tớ đi. Tớ phải gọi cho cô và báo là đã làm xong bài rồi. Ở đây, cơ mà hết pin rồi. Thật luôn hả? Làm sao để ra khỏi đây bây giờ? Xin lỗi nhá, em đến ngay nè. Tụi mình bị bỏ quên tại trường rồi. Xin lỗi nha, tớ tưởng cậu là cái ghế. Ok, biết rồi mà. Lạ thật. Cái gì đây? Chỉ còn nửa tiếng nữa là kịch diễn rồi. Tụi mình phải ra khỏi đây thôi. Tớ biết rồi, tụi mình phải mở cái cửa ra. Tớ với cậu phải phá cửa ra. Gì? Không có được đâu. Nghe tớ đi mà. Cậu nói chuẩn, cậu chả giúp được gì cho tớ. Cậu có ổn không thế? Chụp cho tớ một tấm ảnh nào. Nhưng điện thoại hết pin rồi còn đâu. Cậu quên à? Nhìn kìa. Wow. Trời đất ơi. Tớ sẽ sửa điểm của tớ. Thật hả? Nhìn này. Thầy hiệu trưởng và con Smith đang yêu nhau kìa. Chúng ta có một vài quy định mới. Nước còn miễn phí và sẽ không có bài tập về nhà. Lại đây nào, thầy muốn uống cà phê. Tôi không phải là ô xin của cậu đâu nhá. Cậu mà tôi đói ơi là đói rồi. Đói quá đi. Đồ tịch thu từ học sinh.
Wow. Sô cô la nè. Hả? Thôi rồi, con phải kiểm tra môn hóa. Tớ mà bị thêm một điểm ép nữa là mẹ tớ cấm không cho chơi bóng rổ nữa luôn. Tớ lỡ buổi diễn kịch rồi nên để tớ giúp cậu luôn. Cái gì vậy? Tiếng ngoài hành tinh à? Cái gì đây Marty? Mặt trời và hoa hòe hả? Tớ muốn uống cà phê. Cậu thèm không? Có, cơ mà ta chịu uống cái này bao giờ. Lexi, lại đây nào. Wow, có cái cửa sổ đây. Nhưng đây là nhà vệ sinh nam mà. Khiếp lắm. Wow. Đó là cửa sổ hả? Chuẩn luôn. Sáng sớm đây, ta muốn ăn thịt. Tụi mình đi ngủ thôi. Được rồi. Ngủ ngon nhé Marty. Ngủ ngon nhé. Ủa, sao hai em đi học sớm thế? Thật luôn hả? Cô bỏ mặc tụi em ở trường hả? Cô bỏ quên tụi em ở trường hả? Chuẩn bị làm bài kiểm tra nào. Của em này. Của em đây. Em đồ bà. Giỏi lắm Marty. Cô giáo của em đỉnh lắm à. Cảm ơn cậu. Thấy chưa ông bạn, giờ tôi là học sinh giỏi nhất trường nhá. Ngon lành. Thế cậu có đi không? Hay cậu đi với chúng tớ nhá. Ok la luôn. Cho chúng tớ biết đi, bạn thích cái nào hơn, chơi bóng rổ hay là học hành? Hãy bình luận ngay và luôn nhé.